Yo, ở cái video lần trước là đang vượt qua thử thách sóng thần ở trên cái hòn đảo ngôi nhà này, thì gọi là cái hòn đảo gì nhở? Gọi bừa là cái hòn đảo là rừng gỗ sồi đi, bởi vì là toàn gỗ sồi mới cả nhà thôi. Và vượt qua thử thách sóng thần lava trên cái hòn đảo băng này nữa, mới cả cái hòn đảo sa mạc này nữa. Hôm nay là còn ba cái hòn đảo rừng thảo nguyên này, hòn đảo kết thúc này và còn hòn đảo địa ngục nữa. Hôm nay ta sẽ thực hiện thử thách ở cái hòn đảo nào trước đây? Tốt nhất thực hiện thử thách ở cái hòn đảo rừng thảo nguyên này, bởi vì bình thường là cái hòn đảo kết thúc với cả cái hòn đảo địa ngục là nó cũng nguy hiểm rồi, cho nên thằng sẽ không đi đâu. Thằng sẽ đi cái hòn đảo ở rừng thảo nguyên này. Let's go. 15 giây chuẩn bị, lava nó sẽ xuất hiện ở đây nè. Đếm từ 1 đến 15 là sẽ có lava. Ngoại sóng thần lava cao 1000m đó, đầu này nó ập vào đầu của thằng. Ui, thôi nhanh. Mà hôm nay người ta không cho cái gì à? Oh my god. Đây, nhảy được lên ở chỗ này. Wow. Trời ơi, cái gì mà đã? Trời ơi, đã hết 15 giây rồi à? Lava nó xuất hiện rồi kìa. Đây, nhảy xuống đây. Nhảy xuống đâm mà vẫn bị mất máu này, chỗ nào cũng cao được. Wow, oh my god, đau, mất lửa tim máu rồi. Trời ơi, lava kìa, nhìn sợ quá. Bên này là toàn rừng cây cao như thế này mà người ta trả cho mình cái quốc chim hay là cái gì để mình đào tường này. Ui, oh my god, thế này bây giờ. Quên, người ta không cho đâu, mà là mình phải tự làm ra cái đường chế tạo xong rồi làm ra cái quốc chim để đào kìa. Một này, hai này, vỡ đi nhanh lên nào. Ba nào, nhanh nào. Rồi ok, bây giờ làm ra gỗ này, có gỗ ngay, làm ra bàn chế tạo này, đường chế tạo này. Ok, làm ra cái que, một que, hai que. Ok, có ngay que. Rồi bây giờ làm ra cái quốc chim này, nhanh lên. Quốc chim đâu rồi, quốc chim đây rồi. Ui, trời ơi, nó tới tận đây rồi kìa. Cháy rồi mấy bạn ơi, cháy rồi. Đá nữa nè. Đừng có bảo đào xong là thấy đá lèn nha. Lại không có đá lèn, may quá. Cuối cùng là cũng đã qua được rồi. Sóng thần lava thì làm sao mà qua được cái bức tường này. Cái bức tường nó thấp té ra. Thế là lava. Trời ơi, lava nó cao gấp đôi, gấp ba cái bức tường kia luôn. Ok, lại tiếp tục đi sang bên này nữa nè. Bây giờ là dễ rồi. Bây giờ là ta sẽ làm hắn ra cái sẻng, thằng xúc đất, thằng đi từ dưới lên luôn. Cần quái gì ơ mà. Đâu ơi, trời ơi, rương chế tạo của mình biến mất tiêu rồi. Lava là còn xa lắm. Lên là thằng lại sẽ tiếp tục thằng đào gỗ, thằng làm ra cái sẻng tội gì. Làm ra cái sẻng với cả cái rìu. Trời ơi, xong rồi mấy bạn nhìn này. Ok, có gỗ ngay. Bán chế tạo đấy. Cầm như thế này cho nó nhanh, cần gì phải đặt. Rồi, làm ra cái sẻng. Một này. Ván gỗ sồi là ok, có ngay cái sẻng rồi. Làm ra cái rìu nữa nhá. Một này. Có ngay que này, đặt que lên đây, thế là có rìu ngay. Rìu. Ôi giời ơi. Wow. Nhanh lên. Trời ơi mấy bạn ơi, lava nó vẫn cách xa thằng lắm. Bây giờ lava nó không có tổ ấy. Lấy cái bàn chế tạo này đã. Không thì nữa lại phải đập gỗ là mất thời gian ra. Rồi bây giờ xúc từ dưới lên nha. Không chơi cái kiểu mà đào vượt ngục nữa. Ở mặt đào như này nghe có vẻ giống đào đừng hùng để vượt ngục, chứ còn quay phá tường ra thì nó vẫn giống vượt ngục thôi. Nói chung là thế nào vẫn là vượt ngục thôi. Ok, sang bên này. Uầy, bức tường này dày thế nhở. Uầy, 1, 2, 3, 4 block luôn, dày 4 block luôn. Rồi lên nào. Ok, ôi giời ơi, tường thế nào. Bên này toàn rừng thảo nguyên là thảo nguyên thôi. Bây giờ nó chạy một mạch sang bên này. Lava ơi, đuổi mình đi Lava ơi. Trời ơi, tưởng thế nào cơ, dễ ọt ra. Map này quá là dễ luôn, chả có gì khó khăn cả. Lại tiếp tục đào hầm trốn thoát này. Đào hầm tiếp. Không biết cái bức tường này nó dày bao nhiêu khối đây. 1 này, 2 này, 3 khối rồi. 4 này, 5 block, trời ơi, dày 5 block bọ. Đang nhé phải làm dày hơn nữa. Hình như là tới đích rồi sao kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, cái trên hòn đảo toàn bức tường thôi, chả có cái gì. Mà trên cây nhìn công nhận, trên cây chát tổ ong mà cũng chát cái quả gì. Có táo không ta, làm quả táo phát nào. Thắng còn tìm một cái mầm cây kìa. Ui ôi, trồng mầm cây luôn rồi. Ôi thế này chẳng nhẽ em lại thực hiện thử thách à? Vừa chạy trốn khỏi sóng thần lava lại vừa làm ruộng nhở. Đúng rồi, làm ruộng luôn. Này, đâu hạt giống lúa, đâu hạt giống lúa mì đâu mất tiêu rồi. Đây rồi, có một hạt giống lúa mì ngay. Ui giời ơi, lava ở đầu kia luôn. Thằng sẽ trồng 5 cây lúa mì nha. 3 này, 4 này, 5. Ok, 5 cây luôn. Giờ là làm ra cái cuốc nè. Trời ơi, thiếu gỗ. Thiếu gỗ thì lại đi chặt gỗ thôi. Có cái gì khó khăn đâu.
Một này, hai này, có ngay gỗ ngay, có ganh gỗ này, làm ra ván gỗ này, bây giờ làm ra cái cuốc để làm ruộng. Ơ, mình có cả đá này, rồi ơi, đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Ơ nhưng mà làm quái gì có nước đâu, bây giờ không có nước thì trồng tí nữa nó khô là nó bật hết lên này. 3, 4, 5, ok không sao. Tí lưỡng mưa là loại mọc thành cây lúa mà có cái gì đâu. Ở vào trong Minecraft mãi chỉ có lúa nước nhỉ mọi người nhỉ. Đâu rồi, ui, trời ơi, nhưng mà lava nó ập tới đây thì mấy cái cây của mình thì sống làm sao rồi. Ok, và bây giờ lại tiếp tục đào hầm vượt ngục thôi mấy bạn ơi. 1, 2, 3, 4. 4 block này, 5 block này, ôi giời ơi, vẫn là 5 block thôi. Trời ơi, đầu kia lại là tường. Thôi, ta sẽ chạy một mạch về. Thế là ta về thật đích luôn, ta hoàn thành luôn. Không phải đào nhiều, ram ruộng nhiều lắm. Ủa, đây là đích gì ạ? Go up là cái gì? Người ta bảo nhảy lên à? Đào qua xem được không? Hình như ở trong này có đá lần sao ấy. Thấy cái biển này nghi nghi rồi. Bảo go up là kiểu gì cũng đá lần. Ồ, không vỡ à? Ui, biết ngay mà mấy bạn ơi. Có đá lần, đâu. Ui, oh my god, bây giờ nó phải trèo lên nè. Không sao. Đất, đầy đất luôn. 1, 2, 3. Ui, mắc cái gì đây? Nào, lên nào, nhanh lên. Ui giời ơi, lava nó phải ở đầu kia. Ồ, trên này có cái gì này? Đấy. Ôi giời ơi, tới đích rồi mấy bạn ơi. Bây giờ thằng nhắm vào cái nút vàng kia là nó tới đích rồi. Nào, ui giời ơi, tưởng thế là ok. Cái map này vẫn dễ. Bây giờ đợi thoát khỏi cái ngôi nhà 7 màu này đã xong, bắt đầu là sang cái map khác. Thôi là bây giờ thắng sẽ xuống cái hòn đảo địa ngục nha, thực hiện thử thách sóng thần lava trên hòn đảo địa ngục. Let's go. Vẫn là 15 giây thì sẽ xuất hiện ra lava, sóng thần lava loại nó ra. Ui, cái quả gì mà xa khới phát sáng. Ôi giời ơi, được luôn nè. Đặt xuống đây cho nó sáng. Ôi thôi các bạn ơi, let's go. Bắt đầu luôn. Ơ, bên này lại xếp đá này. Đấy, người ta cho rất là nhiều đá cuội luôn, cả một cái cuốc chim sắp hỏng tới nơi rồi. Cho cái gì mà cho kiệt sĩ vậy trời, cho cái cuốc chim sắp hỏng thì mình cũng chọn. Rồi, nhảy qua đây. Ôi giời, sao không qua được. Rồi, nhảy xuống ha. Đây có đường xuống này. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là lại ngồi xuống xong là xếp như này. Đó, xếp như này, nhanh tay lên nha, phải nhanh tay thì mới qua được. Rồi, qua ngay. Rồi, sang hòn đảo bên kia chưa. Ok rồi, quên rồi. Nhớ là phải ngồi xuống nha, các bạn không ngồi xuống là các bạn bị rơi xuống đấy. Đó, bên này. Trời ơi, mình xây đi đâu kia, xây sao không lên. Rồi, hòn đảo bên này này. Ôi, thằng sẽ sang một phát sang cái hòn đảo bên kia đi. Một cái quãng này xa lắm này, người ta cho nhiều đá như này cực kỳ là xa. Ôi, xây sao nó xịt. Rồi, mình ở lên trên này xây cho nó dễ. Đấy, rồi, sang hòn đảo bên này rồi mấy bạn ơi. Ok, bây giờ phải cầm cuốc chim khai thác. Ui, what? Trời ơi, bây giờ chạy kịp kiểu gì? Bây giờ lava nó trên đầu này, kịp kiểu gì được? Ôi, phải nhanh tay lắm nè. Toàn thắng rồi. Ôi giời ơi, cháy rồi. Cái gì mà khó vậy trời? Đúng là kết thúc với cả địa ngục mà. Khó kinh khủng luôn. Lại nào. Bây giờ phải nhanh tay hơn, nhanh lên. Đó, 1, 2, 3, let's go. Không để chần chừ 1 giây, 1 phút nào cả. Rồi, xây bên này. Ôi, xây bên này. Rồi, bắt cô sang luôn. Không lần mần nhiều, không xây nhiều. Đặt ở đây luôn, ok rồi mấy bạn ơi. Đó, trên này nhìn cho nó dễ. Ôi, nhanh. Ui, không kịp. Oh my god, đen thực sự luôn đấy. Nhảy xuống lại mất luôn cái khối đấy. Ôi, cháy. Rồi, bây giờ phải lấy thêm khối nè. Oh my god, nó trên đỉnh đầu mình rồi các bạn ơi. Sóng thần trên đỉnh đầu của thắng rồi. Nhanh nào. Rồi. Đừng có cháy nữa. Ôi. Đừng có cháy nữa. Rồi, thì cháy rồi. Ok, nhanh nào. Nó đang ở trên đầu của thắng này, thằng cũng không dám ngoảnh lên nhìn đâu. Ok, rồi. Ok. Rồi, phá. Rồi. Úi, may quá. Nhảy thế này cho nó nhanh. Bây giờ phải thu thập thêm khối này. Không là thằng sẽ thiếu. Ui my god. Trời ơi, trên đầu của thắng kia mấy bạn ơi. Nhanh nào. Không biết sao phải tới đích chưa. Trời ơi, mấy bạn ơi, thằng hết mất đá rồi nè.
Toàn ơi, không biết là tới đích chưa? Xếp cầu từ nãy giờ mà chưa thấy đích ở đâu luôn. Toàn thấy đảo mà không thấy đích. Rồi, con đảo. Ok, xù ôi, quạ ơi. Còn xa tít mù tắt thế kia kìa. Trời. Rồi, nhìn ra này. Ok. Sắp win rồi. Trời ơi. Ôi giời ơi, bây giờ cái sóng thần lava kia nó không tuổi gì với thắng cả. Mấy bạn nhìn đi kìa, nó cách thắng chắc phải là hàng trăm km luôn. Đùa thôi, nó cách thắng một đoạn thôi. Không nhanh tay là nó ập vào mồm của thắng đây. Nhưng mà có điều là bây giờ trên tay của thắng đang còn 20 khối letter, không biết là có đủ xây ra cái hòn đảo này không. Kìa. Đây là còn một chút xíu là tới sang bên kia thôi. Nhưng mà cái quốc chim của thắng nó hỏng mất tiêu rồi. Phá bằng tay còn không cả vỡ luôn nè. Rồi phá hai lần rồi mới vỡ luôn. Đó, một lần nhá. Hai lần luôn, sợ chưa. Kinh chưa. Đó, ok. Trời ơi, bên thế mình sẽ tiết kiệm, mình sẽ đào nhiều hơn. Ôi, oh my god. Đã thiếu lại còn đặt nhầm nữa chứ. 2 này, 17, 13, 12, 11. Rồi, ok rồi. Ngon rồi. Qua luôn. Chúi giời ơi. Về tới đích rồi nha mấy bạn ơi. Tèn tèn. Cuối cùng nó thoát được cái địa ngục rồi. Sóng thần lava dưới địa ngục. Rồi ok các bạn ơi, cái video ngày hôm nay của bạn tới đây là kết thúc rồi nha. Hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye.